Chờ em thảo đoàn. Xin chào Thái Thiệp. Vâng, xin chào các bạn. Không biết là tình hình ở chỗ các bạn bây giờ ra sao rồi ạ? Mọi người có dám đi ra ngoài đường không ạ? Hay là ở nhà? Vâng, chào Thái Thiệp. Chào Tuyết Mai Trần Thị. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hỏi và đáp những vấn đề về sức khỏe. Chúng ta không có một cái chủ đề nào rõ ràng. Bởi vì thực sự là ở trong đầu của Hùng bây giờ rất là trống rỗng. Tối hôm qua có một cái phiên trực. Và các bạn biết không, cái mùa này á, trực bệnh viện đó là một trong những cái, và đó là một trong những cái ám ảnh của người thầy thuốc. Không biết là các bạn sợ virus corona như thế nào, nhưng mà khi ở trong bệnh viện thì chúng tôi có cảm giác giống như là đang ở trong cái tâm điểm của corona. Và các bạn cũng suốt mấy ngày nay thì mình thực sự là mình cũng bị choáng với cái thông tin là bệnh viện Bạch Mai, khi mà bệnh viện Bạch Mai được bị cô lập do là có, sáng hôm nay là có tới 6 bệnh nhân nghi là virus corona ở tại bệnh viện Bạch Mai rồi. Và dĩ nhiên là tất cả mọi người nội bất xuất ngoại bất nhập. Thì ngày hôm nay mình cũng nhận được một cái tin vui, đó là bệnh nhân số 17 của chúng ta cũng đã xuất viện và đã chuẩn bị chuyển vào một cái cơ sở mới. Thì không biết là Kim Phượng có cần đặt câu hỏi nào, Thảo Đoàn có thể đặt câu hỏi giùm cũng được em ha. Chichilo cũng vậy, chào em, chào Thanh Nhàn Nguyễn. Rất là mong gặp Thanh Nhàn ở bên ngoài, nhưng mà không biết chừng nào mới gặp. Các bạn thấy là qua một cái đêm trực á, là gương mặt mình nó đen hẳn ra. Thật sự là sau một cái đêm trực, không biết là chi phí là bao nhiêu tiền, mình cũng không để ý. Bồi dưỡng cho bác sĩ là bao nhiêu tiền, nhưng mà rõ ràng là tâm trí của mình rất là bị hư hao ở trong từng đêm như vậy. Ngày hôm qua là một ngày mình trực 24 tiếng, tức là bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày Chủ nhật hôm qua và tới 7 giờ sáng ngày hôm nay thì mới được về nhà. Có hai cái cảm giác mà rất là khó chịu ở trong cái mình cảm thấy là rất là bối rối trong ngày hôm qua. Đó là một vài bệnh nhân bị sốt, bị ho. Bị sốt, bị ho, và khi mà có dính dáng tới sốt và ho thì họ cũng có cảm giác họ bị khó thở. Có những người thì ở những cái vùng, ở những cái xã vùng biên giới về, mình nghe nói là cái người ở nước ngoài về thì mình cảm thấy rất là sợ. Nhưng còn những người sống ở biên giới thì sao? Việc giao lưu của họ ở trước đây như thế nào thì hoàn toàn là mình không biết. Do đó là đây cũng là một trong những cái điều mà mình cảm thấy là rất là băn khoăn. Cũng cho chụp X-quang, cũng cho làm xét nghiệm máu. Nhưng mà thực sự là nếu mà các bạn biết được trong cái tình huống X-quang mà có thay đổi, có nghĩa là cái sinh mạng của người đó cũng đang có vấn đề rồi.
Nên á, thường là chụp kết quả là âm tính, mình chụp mang tính cách là tâm lý để cho người ta tâm lý thôi. Và sau đó thì cho nhập viện thì cũng khó, mà cho ra viện thì cũng khó, tại vì cho nhập viện mà vào khoa 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 nhiễm, khoa bệnh nhiệt đới vào thời điểm này á thì chẳng khác nào là đang nhốt một cái con nghi ngờ vô một cái con chắc chắn. Đang 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 không biết là người ta có corona hay không, nhưng mà mình đang đưa vào trong cái khu vực đáng lẽ là có một cái khu tạp, một cái khu nghi ngờ và một cái khu biệt lập á, khu cách ly hẳn á, thì nó sẽ dễ. Nhưng mà không phải là bệnh viện nào cũng có những cái điều kiện như vậy. Còn nếu mà mình cho người ta về á, thì cũng rất là khó khăn cho mình. Bởi vì cái việc cách ly tại nhà thì thường là các cháu, đặc biệt là các cháu ở tuổi dậy thì không chạy đi đứng lung tung ở trong nhà, hoặc là bố mẹ, ngay cả ba mẹ cũng không biết về vấn đề cách ly tại nhà là như thế nào. Trước đây mình có nói về cái vấn đề cách ly tại nhà rồi đó, cách ly tại nhà là gì, những cái chuyên đề trước mình có nói rồi. Nhưng mà thực sự thì mình không, hoàn toàn không có tin tưởng. Cụ thể là có một cái cô bé mình cho cách ly tới ngày thứ 10. Tới ngày thứ 10 rồi bắt đầu mới vô đòi xét nghiệm máu. Thì khi mà đòi xét nghiệm máu, hỏi tại sao mà tới ngày 10 rồi mà em đòi xét nghiệm máu, cái test test về corona, thì bạn này mới nói là em có ôm một cái bạn đó ở trên chiếc tàu, và bạn đó thì bây giờ vừa mới báo cáo là bạn đó là COVID dương. Như vậy thì còn 4 ngày nữa là ra khỏi cái khu vực cách ly tại nhà rồi, mà bây giờ thì nói là cô bé là dương, thì tâm tâm lý của nạn nhân như thế nào và tâm lý của bác sĩ cũng sẽ như thế nào, phải nói là rất là bối rối các bạn. Rồi có những cái trường hợp khác đó là sau một đêm trực mình quần quật với bệnh, đủ loại bệnh chứ không phải là chỉ có một cái bệnh corona này không, thì khi mà mình đi đi về tới nhà đó, mình cũng mặc nguyên cái bộ đồ ở trong nhà của mình, cũng là cái khẩu trang đó. Mình bước vô nhà mình không biết là bây giờ mình phải làm sao. Nhiều khi mình cởi đồ rồi đồ đó giặt như thế nào, giặt rồi phơi như thế nào, nên cũng rất là khó xử cho một cái bệnh lý như thế này. Nhưng mà bản thân mình là một bác sĩ mà còn khó xử như vậy, thì tất cả mọi người khi mà chúng ta đang đứng trước cái đại dịch cúm này, chúng ta sẽ khó xử như thế nào? Đi ra ngoài để kiếm đồ ăn thì không được, ở nhà kiếm đồ ăn thì lại không có phong phú đồ ăn để mà ăn. Như vậy thì làm sao để chúng ta có thể có một cái sức khỏe tốt và duy trì cuộc chiến đấu vẫn còn dài. Thì mình có nói với các bạn những cái biện pháp đồng bộ trước đây để giảm thiểu thôi, chứ hoàn toàn không thể ngăn ngừa được nha các bạn. Hoàn toàn không thể tuyệt đối mà là giảm thiểu. Một là các bạn phải rửa tay và tránh đưa tay lên mắt mũi miệng. Hai là phải mang khẩu trang. Ba là phải thường xuyên vệ sinh nhà cửa, đặc biệt là các cái nắm cửa, rồi vệ sinh không khí với lại cái dung dịch LOC. Thứ tư là các bạn cần phải uống nhiều nước, giữ cho cơ thể nó khỏe mạnh bằng cách là tập thể dục. Môn thể dục nào các bạn ưa thích và có thể mình tập tại nhà cũng được, nhẹ nhàng lại thôi. Và thứ năm đó là chúng ta cần phải dùng những cái dinh dưỡng tốt, và dinh dưỡng trong thời buổi này cần cũng phải đa dạng nữa, phong phú hơn ngày bình thường nữa, tại vì chúng ta đang kích hoạt xây dựng củng cố lại cái hệ miễn dịch chúng ta trước cái con corona mà. Do đó thì trong cái thời buổi lại ít đi ra ngoài nữa, vậy thì làm sao đây? Ở nhà tôi thì vợ của tôi cũng tính hay lắm, tức là sáng ngày sáng sớm á, cái lúc mà người ta bắt đầu đi chợ á, thì mình đi chợ trước để cho ít gặp nhiều người, hoặc là mình đi chợ cuối buổi. Mà đi chợ cuối buổi thì đồ ăn nó sẽ không ngon, thành ra mình đi chợ đầu buổi, thành ra cố gắng là mọi người chọn cái khung giờ làm sao mà ít có tập trung người ở trong các cái chợ hoặc trong các cái siêu thị các bạn nhé. Rồi sau khi mà chúng ta thực hiện tất cả những cái biện pháp phòng hộ như vậy rồi, thì mình cần phải làm đa dạng cái bữa ăn, đa dạng cái thực phẩm mình lên bằng cách là dùng dinh dưỡng bổ sung. Thì có thể có bạn là uống sữa, có bạn thì dùng thêm những cái loại bánh trái cây, thức ăn đóng hộp gì đó trước đó để chuẩn bị. Nhưng mà cách tốt nhất vẫn là cái dinh dưỡng dạng viên,
mà tôi thì đang đề xuất với các bạn, bởi vì bản thân tôi cũng làm, đó là thương hiệu về Nutrilite số 1 của đến từ Mỹ. Thì thương hiệu Nutrilite là một trong những cái thương hiệu mà nó có thể giúp cho chúng ta lựa chọn đa dạng thực phẩm, gọi là thực phẩm khô đi, thực phẩm dạng viên là thực phẩm khô. Trong cái thời buổi là chúng ta không có lựa chọn quá nhiều cái loại thực phẩm bên ngoài được, thì tôi khuyên các bạn là nên, chúng ta nên dùng cái Double X là có gần 50 vitamin, gần 50 vitamin dưỡng chất và dưỡng chất thực vật và các chất khoáng để mà nó bổ sung cho cơ thể của các bạn. Thứ hai là protein. Protein thì nó giúp cho chúng ta xây dựng cái nguyên liệu, có cái nguyên liệu để xây dựng tất cả những cái thành phần trong cơ thể chúng ta, và đặc biệt nhất là xây dựng immunoglobulin là một trong những cái yếu tố miễn dịch trong cái thời buổi cúm, cảm cúm này. Và thứ ba là chúng ta cần dùng cái omega 3. Nhưng mà bệnh lý theo đường hô hấp, chúng ta cần bảo vệ đường hô hấp chúng ta trong lúc này, thì chúng ta cũng cần thêm dùng thêm vitamin C, vitamin E, rồi vitamin A. Đó là những cái mà mình đề xuất. Nhưng mà song song đó thì các bạn cũng vệ sinh tăng cường răng miệng, đúng không? Do đó là các bạn cũng cần dùng kem đánh răng Clister, nước xịt miệng Clister. Nếu mà các bạn xịt không có kem đánh răng Clister thì các bạn dùng nước muối pha loãng với nồng độ là 0,9% cũng được, tức là 9 phần ngàn, tức là 1 lít muối thì có một cái nhúm, một lít nước thì có một nhúm muối như thế này. Đó, thì đó là những cái biện pháp mà bây giờ các bạn có thể phòng hộ. Rồi khi đi về thì mình tránh, khi mình đi ở bên ngoài về thì mình tránh là bế bồng con cháu mình liền, hay là đụng chạm vào nhiều cái giờ đồ vật. Mà tôi nghĩ là nếu mà các bạn đi làm ở công xưởng, đi làm ở ngoài đường, đi làm tiếp xúc với ai đó mình không biết, thì khi mình về nhà thì nhanh chóng đi tắm và làm rửa sạch cái cơ thể là một trong những điều đặc biệt nhất. Những người mà ở nhà và những người thường xuyên đi ra ngoài đường thì cũng nên giặt đồ riêng vào trong những cái thời điểm này. Mặc dầu là mình nói là ở trong cái vải khô thì vi khuẩn, virus nó rất là dễ chết, nhưng mà có thể là các bạn vừa mới va quẹt và về vừa mới va quẹt vào một người khác nữa thì sao? Do đó là các bạn cũng phải cẩn thận ha. Bây giờ thì mình bắt đầu trả lời cái phần câu hỏi. Duy Liên có hỏi câu là 1m70, 54kg, lên 60kg thì mình dùng Nutrilite loại gì và bao nhiêu tháng là tốt, và chế độ ăn uống là sao? Cái này bạn nói như thế này là cả một cái buổi tư vấn 2 tiếng đồng hồ đấy. Thì nếu mà bạn là 1m70, theo tính theo cái chỉ số BMI thì bạn có thể lấy là 1.7 x 1.7 thành khoảng 260 mấy á. Bạn mới lấy 54kg chia cho 260 mấy thì nó ra là nó sẽ ra một con số gọi là chỉ số khối của cơ thể, hay còn gọi là BMI. Thì cái chỉ số khối của cơ thể hay là BMI nó chưa quyết định về cái cân nặng, nó chưa quyết định điều gì đó bạn. Bạn cần phải kết hợp hai cái yếu tố khác nữa là vòng eo, hay là người ta tính tỷ lệ eo trên mông. Thì đối với bạn là nam thì nó là dưới 85, nữ thì là dưới 80. Rồi sau đó thì bạn còn tính một cái tỷ lệ nữa là tỷ lệ cơ và tỷ lệ mỡ. Thì đối với người nam thì tỷ lệ mỡ hợp lý là từ 10 đến 20% và nữ đó là 20 đến 30%. Như vậy thì bây giờ bạn đang, giả sử bây giờ bạn đang cảm thấy là muốn tăng ký một tí xíu, 54kg muốn lên 60, có nghĩa là lên 6kg. Thì đây là một cái kế hoạch dài hạn, bạn có biết bao nhiêu một ký thịt người không ạ? Bình thường nếu mà sử dụng những cái biện pháp cổ điển, ví dụ là truyền nước biển vàng, truyền nước biển sữa v.v. Rồi dùng chích thêm Blaroscopin, chích thêm Calcium Sando, Becozym gì đó, thì một ký thịt người nó trung bình đó là nó khoảng 10 tới 20 triệu. Dự chi ở đây là bạn muốn tăng lên 6 ký thì bạn phải chuẩn bị khoảng 100 triệu. Đó là cái biện pháp cổ điển bình thường. Tôi nói để các bạn có thể so sánh với cái ngành y và cái phương pháp dùng Nutrilite mà các bạn đang đề xuất ở đây. Như vậy thì tại sao chúng ta phải tăng cân, mà tăng kiểm soát cân nặng, tăng cân mà tăng cân bằng Nutrilite? Là bởi vì Nutrilite khi mà chúng ta dùng như vậy thì nó tạo nên cơ thể chúng ta một cái sự cân bằng.
À, ví dụ như là chỗ nào cần mập cho mập, chỗ nào cần ốm cho ốm, và cân bằng về cái tỷ lệ cơ, tỷ lệ mỡ nó hợp lý, rồi cân bằng kể cả về cảm xúc, tư tưởng, tình cảm. Bởi vì khi mà các bạn đầy đủ dinh dưỡng và dưỡng chất thì các bạn, cái tâm lý cảm kiểm soát của bạn nó sẽ tốt hơn. Còn những cái biện pháp để tăng cân thông thường, ví dụ như là mình có thể ăn nhiều mỡ vân vân, thì cái tăng cân đó nó sẽ không khỏe và nó không bền vững. Do đó bạn là một người ốm, một người gầy, bạn muốn tăng cân thì tôi khuyên bạn là vẫn phải thực hiện bốn cái biện pháp để có sức khỏe tốt trước, bao gồm là tập thể dục, nghỉ ngơi đầy đủ, ngủ đủ giấc đấy, suy nghĩ lạc quan, và bạn phải có dinh dưỡng tốt. Thì Nutrilite khi mà bạn chọn trong cái dinh dưỡng này á, thì bạn nên dùng cái bộ dinh dưỡng nền tảng bao gồm là protein, đúc x và omega 3, bởi vì ai cũng phải cần ba cái sản phẩm này để cấu tạo nên cơ thể của mình. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đang muốn tăng cơ, do đó bạn có thể là tăng cái lượng dinh dưỡng lên. Nhưng mà dinh dưỡng này bạn cần tăng lên là phải cần tăng đạm lên, chứ không phải tăng đường và tăng mỡ. Bởi vì người Việt Nam của mình á, thường là nó sẽ dư thường người Việt Nam mình nó sẽ dư đường và dư mỡ, hoặc là rối loạn mỡ, hoặc nhưng mà thiếu đạm hoặc là rối loạn đạm đó. Do đó thì chúng ta cần phải dùng cái bộ dinh dưỡng vàng, gọi là bộ trio, hay còn gọi là bộ dinh dưỡng nền tảng. Sau đó thì bạn có thể kết hợp thêm là dùng cái protein, cơ thể mình cần nhiều protein hơn thì mình có thể dùng gấp đôi cái liều khuyến cáo đó là 2 muỗng, thì bạn có thể dùng 4 muỗng hoặc là gấp 3 lên trong một cái thời gian. Nhưng mà nên nhớ, hãy tăng dinh dưỡng thì phải tăng vận động, bởi vì bạn nạp cái dinh dưỡng mà cơ thể bạn không vận động chẳng khác nào bạn đi đầu độc cái cơ thể của mình. Do đó bạn phải vận động, tập thể dục để nó chuyển hóa, nó sử dụng, xây đắp cho cái cơ thể của mình. Tôi nói ví dụ, một ký thịt và một ký mỡ thì bao giờ là nó cũng bằng nhau, nhưng mà một cái người mập mỡ họ sẽ thấy là bề xề hơn cái người mập thịt, là bởi vì cái thể tích mỡ nó lớn hơn thể tích của thịt. Và chúng ta đang có một cái cơ thể có những cái thói cơ nó như thế này. Khi mà chúng ta muốn tăng ký thì không phải là làm cho nó nở ra như thế này, mà làm cho nó chặt lại nhưng mà nó to ra, nó bệnh to ra. Như vậy thì nó phải xé rách cái trật tự cơ cũ bằng cách là chúng ta vận động để nó đẩy mở ra, đẩy những cái chất cặn bã nó ra, đặc biệt nhất là một cái chất nó gọi là myoglobin. Do đó những cái bạn mà tập thể dục trong vòng 1, 2, 3 ngày đầu á, thì bữa sau các bạn tập không nổi đâu. Lý do là khi mà bạn vận động như vậy thì nó xé rách cái trật tự cơ này để nó dàn xếp lại chặt chẽ hơn. Và myoglobin nó nằm còn bị kẹt chính giữa của những cái sợi cơ như vậy, cần phải có vitamin C, cần phải có nhiều cái chất dinh dưỡng, vitamin B chẳng hạn, để nó tống xuất cái lượng chất cặn bã này ra. Do đó là chúng ta cần phải có vận động khi mà dùng dinh dưỡng ha. Rồi mình dùng dinh dưỡng thì nên dùng sau bữa ăn, có nghĩa là sao? Chúng ta ăn xong rồi chúng ta có thể dùng, đây là dùng cộng thêm. Mà cộng thêm có thành phần tốt thì bạn không phải lo lắng. Trường hợp thứ hai là các bạn cũng có thể là dùng cái bộ dinh dưỡng nền tảng giống như bình thường, thực hiện 4 biện pháp tu giống như bình thường, và bạn nên dùng thêm cái gói body key, tức là sau khi ăn bạn có thể uống thêm một gói body key. Bởi vì body key là một trong những cái dạng mà nó mix lại 30 chất ở trong đó, đường, đạm, mỡ, chất xơ, vân vân, với một cái tỷ lệ rất là cân đối. Bạn có thể giống như là thêm một cái bữa ăn phụ vào cái bữa ăn chính của bạn. Và đặc biệt nhất vẫn là nên thêm buổi sáng chứ không phải nên buổi chiều. Còn trong khi những người giảm cân thì người ta nên dùng cái gói bên khi buổi chiều chứ không phải là buổi sáng. Bởi vì dùng buổi chiều mà dùng thêm á, thì nó có khuynh hướng là nó sẽ thừa cân dễ hơn. Còn tùy bạn, bạn có thể vừa buổi sáng vừa buổi chiều. Sau một tuần lễ mình lại đo lại ba cái chỉ số, bao gồm là BMI nè, tỷ lệ eo nè, và cái tỷ lệ cơ mỡ nè, mà nó hợp lý thì bạn cứ theo cái phương pháp đó mà bạn điều chỉnh dần. Nên nhớ, muốn tăng ký hay là giảm ký đều phải liên kết với những người bạn cùng chí hướng với mình. Ví dụ em có thể thành lập một team là muốn tăng ký,
À, hoặc là một team muốn điều chỉnh ký, một người tăng ký, một người giảm ký. Mỗi buổi sáng mà đi tập thể dục với nhau vậy, mình kể lại cho nhau nghe. Còn bây giờ thì không có ra ngoài tập thể dục được thì bạn có thể là check mail, gửi hoặc là gửi tin nhắn cho nhau để động viên nhau. À, bạn Duy Liên ha, tạm thời là trả lời với em là bao nhiêu vậy. Còn chế độ ăn uống thì vẫn như là bình thường. À, mình ăn nhiều cái thực vật hơn là động vật. Bởi vì trong thực vật thì nó có rất là nhiều những cái vitamin, những cái khoáng chất và nó giúp cho chuyển hóa cơ thể nó tốt hơn. Thảo đoàn có một câu hỏi, ba của bạn Phượng bị thoái hóa đốt sống, bây giờ rất là đau. À, bác sĩ cho lời khuyên như thế nào? Thứ nhất là khi đau thì phải nghỉ ngơi. Và nghỉ ngơi của cái người mà bị thoái hóa cột sống á, là nghỉ ngơi trên cái giường phẳng. Giường phẳng ở đây tức là tấm ván phẳng, như ví dụ như là đi văng. À, hoặc là cái giường mà không có nệm. Còn nếu mà có nệm thì phải có nệm đủ cái độ đàn hồi cho nó tốt. Ví dụ như tôi muốn nói tới nệm kim đan. À, thì cái cao su thì tự nhiên nó sẽ có một cái độ đàn hồi tốt hơn thảo đoàn ha. Và thoái hóa cột sống đau thì mình cần phải có thêm những cái động tác massage, vật lý trị liệu ở tại chỗ, chiếu đèn hồng ngoại ở tại chỗ, kết hợp với lại bôi những cái loại pomade hoặc là những cái loại dầu nóng để mình vừa thoa vừa massage. Nhưng mà nếu mà nóng quá mà bà ông cụ chịu không được đó thì mình có thể là dùng cái cream hand hoặc là lotion của Amway, thì mình thoa lên để cho nó trơn và mình dễ massage. Như vậy thì sẽ kích thích được cái máu nó tới, nó nuôi cái vùng bị viêm, và cộng với là cái tia hồng ngoại nó sẽ xuyên thấu qua. Tia hồng ngoại là tia có 240 V. À, điện bình thường của mình là chỉ có là khoảng 220 V thôi, nhưng thì còn cái tia này thì nó là từ 240 tới 400 V. À, điện nó rất là nóng, nhưng mà cái ấm nóng đó là mình để cách xa khoảng 50 cm. Một cái đèn này thì tầm khoảng 500.000 đồng thôi. À, và mỗi một lần mình chiếu là khoảng 15 phút, một ngày thì khoảng 2 lần như vậy. Thì đó là cái cách giảm đau ở tại chỗ của ông cụ. Kết hợp lại á, là mình vận động đi đứng, mình cũng nên là cẩn thận. À, giống như bữa hôm trước mà anh có nói về chăm sóc sức khỏe người già đó. Và cái thứ ba nữa đó là mình dùng cái nguyên liệu để củng cố lại cái chất liệu, bởi vì người già thì thường thường là cái chất liệu càng ngày nó càng lỏng lẻo đi do cái quá trình ăn uống không được, giảm hấp thu vân vân. Thì mình có thể là dùng cái bộ dinh dưỡng nền tảng, bộ trio cộng với là canxi, cộng với C, cộng với glucosamine. À, đó là ba cái cộng canxi, C và glucosamine. À, còn cái dinh dưỡng nền tảng đó thì có thể là cho ông cụ tăng gấp đôi cái liều bình thường. Tại sao lại tăng gấp đôi? Không phải là mình muốn có gấp đôi mà mình tăng gấp đôi, mà mình muốn có cái liều giống như mình nên mình tăng gấp đôi. Lý do là cái chức năng của đường ruột của người già nó kém, rất là kém hấp thu. Thành ra nếu mà ba của bạn mà bị thoái hóa cột sống thì mình cũng nên chú ý tới cái viên xơ và probiotic để cho cái sức khỏe đường ruột nó tốt, bởi vì những người này không được quyền táo bón. Thì đó là một số cái biện pháp ha. À, mình tóm lại vật lý trị liệu, vận động liệu pháp, chiếu đèn hồng ngoại, massage tại chỗ, rồi đi đứng vận động phải hợp lý, rồi kết hợp với lại cái dinh dưỡng Nutrilite là bao gồm bộ dinh dưỡng nền tảng canxi, C, xơ, probiotic và cái glucosamine. Vân Lê Mai có hỏi câu là: bác sĩ ơi, cho em hỏi người già bị suy tim và bị tiểu đường nặng thì nên bổ sung loại gì ạ? Thật ra là ngày hôm nay mình rất là muốn nói cái chủ đề là bệnh đái tháo đường trong cái mùa cúm này. Bởi vì xác suất của những người lớn tuổi mà bị bệnh nặng về corona rất là cao. Do đó là mình rất là muốn, nhưng mà thực sự thì mình cũng không có đủ cái sức để mình nói ngày hôm nay. Mà chủ đề thì nó rất là hấp dẫn nên mình muốn để dành cho những cái buổi sau. Bây giờ mình tạm trả lời một cách ngắn gọn. Người già bị suy tim, người bị suy tim mà già thì thường thường là hay nằm một chỗ. Và người bị suy tim mà già nằm một chỗ thì thường hay có các yếu tố về đông máu, đó là cái tiểu cầu nó sẽ vón cục lại.
nó dễ bị cục máu đông, nó dễ bị cục mỡ đông, nó bám dính lên đâu, nó bám dính lên trên cái van của tim, đặc biệt là van hai lá, van ba lá. Nó làm cho những cái van này khi khép lại không có khép kín được, tại vì cái cục mỡ nó đang đọng ở dưới đây, nên nó hở và nó làm hở càng ngày càng nhiều hơn, làm cho cái dòng máu tim đi bất thường hơn. Do đó điều đầu tiên đó là mình phải làm sao cho cái máu của mình nó thông suốt, mạch máu của mình nó chắc và cái van tim mình nó khỏe, bằng cách đó là một là phải đảm bảo về protein, hai là phải có cái omega 3 để nó dọn dẹp những cái cục máu đông, và thậm chí là nó giúp cho các cái tiểu cầu có thể trơn láng, nó có thể trượt trên nhau dễ dàng hơn và nó không bị vón cục, nó không có bị tụ máu giống như tôi nói. Bởi vì cái cục máu đông mà người già nằm lâu một chỗ, bất thình lình ngồi dậy đi tiểu hay là ngồi dậy để mà ăn cơm thôi, đỡ ngồi dậy cái thì cái cục máu đông nó sẽ tróc ra, tróc ra khỏi van tim và nó chạy vô cái mạch vành chẳng hạn, nó gây nhồi máu cơ tim và có thể chết đột ngột. Do đó là cái chuyện đột tử đối với những người già bị suy tim là rất là đáng sợ. Còn người bị tiểu đường nữa thì sao? Người bị tiểu đường á là cái người mà có cái lượng đường ở trong máu rất là cao. Nó giống như là chiếc xe ở ngoài đường tham gia giao thông nó rất là nhiều, nhưng mà ở trong những cái ngôi nhà thì người thân không về nhà mình được. Thì đường nó cũng vậy, đường nó rất là cần cho tế bào, nhưng mà nó lại bị kẹt ở trong lòng mạch máu và không có cái gì để đưa nó vào trong cái cửa tế bào được. Thì bình thường cái gì là đưa đường vào tế bào? Đó là insulin. Mà ở đây á, người tiểu đường nặng có nghĩa là insulin hoặc là nó không sinh ra đủ, hoặc là nó sinh ra mà nó không ra ngoài, hoặc là ra ngoài mà nó không tác dụng được. Thì trong trường hợp này á, người ta phải tiêm insulin hoặc là người ta phải dùng những cái loại thuốc để hạ giảm hấp thu đường lại. Thì mình nên bổ sung loại gì? Đối với những người này thì nên dùng giống như cái bộ cân nặng hồi nãy mà tôi đã nói với các bạn ở trên. Nhưng mà mình cũng có thể là tăng thêm CB Plus, Green Gym, bởi vì cục mỡ đông và cục máu đông nó rất là quan trọng. Do đó một mặt là dùng CB Plus để cho giảm hấp thu những cái chất bột đường vào trong máu của chúng ta để xe đường bớt kẹt xe. Một mặt nữa là dùng Green Gym để cho những cái cục mỡ đông nó có thể là tiêu tan đi, nó biến thành năng lượng. Và thứ ba nữa là chúng ta dùng omega 3 nhiều nhiều hơn liều bình thường. Ví dụ người bình thường là 1-3 viên thì người già này có thể là từ 2-6 viên một ngày. Tôi khuyến nghị là liều nên 6 viên một ngày. Để làm gì? Để cho những cái mạch máu nó dọn dẹp từ từ thông lại và nó làm giảm áp cho trái tim. Bởi vì trái tim nó đã yếu, nó đã không tống đi được mà lại còn bị nghẹt nữa, thì mạch máu nó còn bị nghẹt nữa thì trái tim càng ngày nó sẽ càng to ra. Khách hàng này đã dùng Herbalife mấy năm nay và chuyển sang dùng Nutrilite thì có bị ảnh hưởng gì không? Xin thưa với bạn Vân Lê Mai là không. Bởi vì là Herbalife hay là Nutrilite thì đều là những cái dạng dinh dưỡng tốt. Tôi chỉ có một cái điều hơi áy náy, đó là chất protein ở trong Herbalife nó là một trong những cái về sản phẩm có biến đổi gen. Thì tôi rất là ngại, đã dùng là thiên nhiên, phải là thiên nhiên 100%. Người ta dùng biến đổi gen là có cái lý do của người ta, là bởi vì khi mà protein biến đổi gen để người ta hướng theo một cái module nào đó, ví dụ là để cho năng suất đạm nó cao lên, hoặc là để cho nó khả năng nó chống sâu rầy, vân vân. Mình không hiểu được là tại sao phải dùng biến đổi gen. Nhưng mà tôi biết là trước đây á thì Herbalife rất là được ưa chuộng từ khi mà có Nutrilite với cái thiên nhiên protein, thiên nhiên đậu, là từ đậu nành thiên nhiên hoàn toàn 100%. Thì người ta đã thay đổi theo cái khuynh hướng là gì ạ? Chọn một cái tốt hay là một cái tốt hơn. Ví dụ như mọi người là thấy là công việc bác sĩ rất là tốt, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là mặt trận corona bây giờ bác sĩ đang là chiến sĩ đây. Bây giờ trong cái trận chiến tranh này là chúng tôi đang là những người chiến sĩ ở trong cái mặt trận này đây. Thì các bạn thấy là tốt hay không tốt? Tôi không biết. Nhưng mà tôi biết là dễ chết nhất bây giờ là bác sĩ. Thành ra vừa sáng hôm nay tôi đọc một cái tin cũng khá là sót. Đó là những người bác sĩ ở bên Mỹ á, trước khi bây giờ người ta bắt đầu người ta giết vi chúc lại, giết vi chúc lại để cho người nhà
Bởi vì trong cái cuộc chiến tranh này người ta sẽ không biết là bị cách ly vào lúc nào, bị ra sẽ ra đi vào lúc nào. Các bạn đã thấy có rất là nhiều bác sĩ cũng đã qua đời vì corona rồi mà. Do đó là mình khi đã dùng thì mình phải chọn cái loại tốt nhất. Thì Nutrilite đối với tôi hiện bây giờ, theo cái tri thức, cái tri giác của tôi bây giờ, thì Nutrilite đang là một cái loại tốt nhất. Và đứng ở một cái cương vị bác sĩ, tôi hoàn toàn không câu like, câu view hay là để câu doanh số gì hết. Các bạn nên nhớ một điều, làm bác sĩ nếu như mà mình là cái người am hiểu về sức khỏe mà mình không nói, đó là một cái tội lớn. Và nhiệm vụ của chúng tôi chỉ nói những điều có thật. Nguyễn Thị Duyên có một câu hỏi, đó là mẹ của em 70 kg, tai biến nửa người, không tập thể dục được, cho hỏi dinh dưỡng và ăn uống sao cho mẹ giảm cân nặng và tốt cho cả sức khỏe người bị tai biến. Khi mà một người tai biến đã nằm ở nhà rồi mà vẫn còn tri giác tỉnh táo thì nó khác với lại tri giác không tỉnh táo. Người tri giác tỉnh táo thì có thể phối hợp được với mình, bằng hàng ngày phải đi ra phơi nắng. Sẽ có những cái ghế bố ở những cái mặt trời hướng đông hoặc mặt trời hướng tây để mỗi ngày mẹ em có thể đi phơi nắng. Và khi phơi nắng như vậy khoảng 15 phút đến nửa tiếng thì nó sẽ giết được những cái vi trùng. Nó có thể nằm ở trên da, nó có thể ký sinh ở trên da hoặc là nấm mốc. Nó có thể nằm ở trên da của một cái người nằm bệnh lâu. Trong thời gian đó đó thì mình sẽ đưa ra đưa đưa đưa, đưa những cái vật dụng đó ra ngoài để mình phơi nắng. Và em nên nhớ là phải xịt vệ sinh không khí với AOC và giặt đồ bằng SA8. Khi mà mình vận động như vậy thì người già nhìn được cây cảnh chim hót, đặc biệt là những chậu phơi nắng á, nên có những cái chậu kiểng, chậu hoa, mình có thể đổi màu hoa hoặc là hoa ngũ sắc, hoa nhiều màu, hoặc là những cái bức tranh đẹp hay là những cái tiếng chim hót vân vân, thì đó làm cho cái tinh thần lạc quan hơn và cái sự hồi tỉnh của một con người bị tai biến nó cũng tốt hơn. Bởi vì những cái tế bào não nào nó đã chết thì chết rồi và không có hồi giãn được. Bây giờ mình chỉ làm cho những cái tế bào còn lại nó còn khỏe, nó sẽ khỏe hơn để nó gồng gánh được bao nhiêu nhiệm vụ cho cái tế bào kia mà thôi. Thì vấn đề ở đây là tập luyện về mặt thần kinh rất là quan trọng, bởi vì thần kinh nó điều hòa hoạt động của toàn cơ thể. Còn nếu như mà 70 kg có nghĩa là bà cụ đang bị béo phì rồi, thì mình làm giảm cân bằng cách nào? Kiểm soát đường, lượng đường, xem có bị đái tháo đường hay không. Và chúng ta vẫn có thể dùng cái CB Plus hàng ngày đối với một người bình thường. Bởi vì á, nó khi mà chúng ta dùng bộ dinh dưỡng nền tảng này, rồi dùng cái CB Plus nè, thì nó sẽ khuynh hướng là ưu tiên hấp thu cái chất đạm vào và cũng làm cho da thịt bị chắc, được chắc lại hơn. So với lại cái người 70 kg thì chắc chắn là cái lượng mỡ nó đang rất là thừa, thậm chí là cái lượng mỡ nó có thể đang bám ở trong lòng mạch máu rất là nhiều. Do đó là mình nên cho vận động thụ động bằng cách là kéo những cái ròng rọc, ví dụ mình treo những cái ròng rọc ở trên sàn nhà. Một cái tay này bị liệt thì buộc nó vào đầu cọng dây, cái tay bên kia sẽ cầm để kéo lên kéo xuống, thì cái tay bên đây nó sẽ bị kéo lên theo chiều ngược lại. Mà khi kéo lên kéo xuống và cái chân cũng như vậy, thì có nghĩa là chính cái người đó có cảm giác là mình tập thể dục, chính cái người đó có rằng là mình hóa ra là mình cũng không làm phiền con cái lắm đi. Bởi vì cái người mà bệnh nằm lâu á, họ cảm giác là rất là phiền những người khác, và đôi khi họ bị một cái tự kỷ hoặc là bị một cái trầm cảm và họ muốn kết liễu cái cuộc đời của mình. Do đó đó là có những người, tôi đã từng chứng kiến những cái câu chuyện này ở trong quá trình điều trị y khoa của mình. Nhiều người già vô và nói nhỏ với bác sĩ rằng hãy làm sao cho tôi đi ra đi im, bởi vì tôi không muốn phiền tới con cái. Mặc dù mình thấy là khả năng về điều trị của cái người này còn rất là tốt. Không biết là mẹ em đã bao nhiêu tuổi, nhưng mà nếu như bây giờ cái chuyện mà sống 80 hay là 90 tuổi, đó là một cái chuyện hoàn toàn mình có thể hy vọng được ở cái người Việt Nam, người cao tuổi, người Việt Nam của mình. Chỉ có một điều là mình phải thường xuyên đỡ lên nằm xuống, làm sao cho cố gắng ở mức cao nhất người mẹ của em có thể làm được một số cái vệ sinh cá nhân. Ví dụ như là có thể cầm được một cái cây bằng chải lên để mà đánh răng, hay là có thể là dùng cái thau nước để rửa mặt, vân vân. Một số cái động tác như vậy. Còn nếu mà
nhắc nhắc để mà đi được qua tự đi toilet nữa thì càng tốt. Thì đó là một trong những cái lời khuyên. Chúng ta không phải quá tập trung vào một cái dinh dưỡng mà chúng ta còn phải tập trung vào vận động, bởi vì vận động nó cũng giúp làm giảm cân ở trong cái trường hợp này em nhé. Và hy vọng là sẽ gặp lại cái chủ đề này, cũng như là có những cái vấn đề mà cảm thấy khó xử như thế này thì có thể là mình inbox riêng để mình trả lời thêm. Chào An Thị Lý, em không có muộn, không bao giờ là muộn màng em. Bởi vì chúng ta hẹn gặp nhau có 1 tiếng đồng hồ lận mà. Thái Thiệp có hỏi một câu: chú Hùng cho con hỏi bệnh viêm họng hẹp đợt cấp, ngoài việc sử dụng Nutrilite Bioxy uống và ngậm thì có thể kết hợp thêm sản phẩm nào của Nutrilite để trợ dứt điểm được ạ? Vâng, đây là lần đầu tiên nghe bạn Thái Thiệp hỏi và tôi rất là vui, rất là hạnh phúc, bởi vì đây là một trong những cái người gọi là đệ tử rất là tuyệt vời của tôi ở tại quốc quay và đang rất là chủ động chia sẻ cho mọi người cái sản phẩm Nutrilite để chăm sóc sức khỏe chủ động. Bây giờ mình quay trở lại câu hỏi. Ở trong cái bệnh viêm họng hẹp thì đợt cấp là chắc chắn mình phải dùng kháng sinh. Dùng kháng sinh nè, dùng giảm đau nè, dùng kháng viêm nè, theo cái chỉ định của bác sĩ. Thì ngoài cái này thì mình coi là cái nguyên nhân viêm họng hẹp mà nó diễn tiến lâu ngày rồi, mãn tính rồi, là bởi vì cái nghề người này, ví dụ như người này là thầy cô giáo hay nói nhiều quá, hoặc là cái người này, này uống ít quá. Một số cái trường hợp là một số cái bệnh lý tự miễn nó làm cho giảm tiết. Người này có bị khô miệng, khô đường tiêu hóa, khô đường sinh dục vân vân. Thì có một số cái bệnh lý miễn dịch gì nữa, nhưng mà mình đừng có đặt vào cái tình huống quá gay gắt ở trong đây đúng không ạ? Mình chỉ nói là bây giờ dùng dinh dưỡng thì như thế nào. Thì đã gọi là viêm họng có nghĩa là cái lớp niêm mạc. Chú ý tới 2 điều: một là hệ miễn dịch, hai là cái lớp niêm mạc. Thì lớp niêm mạc nó phải cần phải uống nước đủ, 0,4 lít trên 10 kg cơ thể một ngày, dùng nhiều nước ấm, đừng uống nước lạnh ha, dùng uống nước ấm để cho nó không bị viêm, không kích phát cái đợt cấp. Rồi mình có thể là mình pha loãng 1-2 cm cái dung dịch clister, đặc biệt là clister trà trắng thì càng tốt, để nó se cái lớp niêm mạc lại. Thì khi mà mình dùng 2 cm vào trong khoảng 100 ml nước, mình lắc lên và để cái đó cho bệnh nhân cứ một ngày ngậm được khoảng 4 đến 6 lần thì tốt. Ngậm xong rồi khò khò cổ và nhổ ra và không cần xúc lại, miệng lại với nước. Thì cái phương pháp này tôi cũng đã chỉ cho mọi người ở trong cái đợt cúm này, chúng ta cũng nên làm như vậy. Một mặt nữa là không có nên ăn nhiều gia vị, ăn nhiều ớt để mà gây viêm dạ dày. Kiểm tra lại xem người này có bị viêm dạ dày hay không, bởi vì viêm dạ dày trào ngược hay là nhiều gia vị quá thì nó cũng có thể là cái hơi từ dưới dạ dày nó đẩy lên. Thứ ba là mình có thể bảo vệ cái lớp niêm mạc bằng vitamin C này, vitamin A, vitamin E và omega 3, thì gia tăng những cái loại vitamin tan trong dầu. Bởi vì cái lớp niêm mạc này á, ngoài cái chuyện là những cái hệ tế bào miễn dịch bảo vệ cơ thể của chúng ta như là C thì nó rất là quan trọng rồi, thì chúng ta cũng cần thêm những cái vitamin A, vitamin E, vitamin omega 3 để mà nó có thể làm trơn láng cái sự, hoặc là tăng cường cái sự nuôi dưỡng của những cái tế bào này. Thì một số cái người viêm họng hẹp có thể sau một thời gian đó, do cái họng họ bị khô quá thì họ có thể mất cái vị giác, nghèo nàn cái vị giác, hoặc là mất luôn cái vị giác. Giống như là một số cái người viêm mũi thì họ cũng có triệu chứng này, nó gọi là ozen mũi, hay là bị trĩ mũi đó, thì rất là nguy hiểm. Do đó là mình cũng nên cho nhiều nước cũng như là nhiều cái vitamin tan trong dầu, chứ không phải là cho C không ha. Rồi, dĩ nhiên là cái người này cũng dùng cái bộ dinh dưỡng nền tảng trio bao gồm là double X, omega 3 và protein. Như vậy thì mình có 2 lần nhắc tới omega 3 rồi. Vậy thì nếu mà tôi nhắc tới 2 lần có nghĩa là protein, cái omega 3 này phải tăng liều lên gấp đôi. Nhưng mà tăng lên gấp đôi là bao lâu? Vào một cái thời gian mà mình cảm thấy là vài tháng mình thấy nó đỡ đỡ cái viêm họng hẹp, khống chế được rồi, thì lúc đó mình thực hiện những cái biện pháp khác. Ra ngoài thì thời tiết rất là, ở Hà Nội thì rất là dễ bụi mịn á,
thành ra mình cũng mang khẩu trang nè, quàng dùng khăn quàng cổ, đừng có sợ người ta nói rằng mình điệu, không sao hết, bởi vì mình có bệnh. Do đó là mình cần phải bảo vệ cái đường hô hấp của mình. Như vậy không biết là Thái Thiệp có hỏi thêm câu nào nữa không à? Mơ Trần, chào em gái Bắc Giang. Có hỏi một câu là khách hàng bị thoát vị địa điểm 41 tuổi, dùng khoảng bao lâu thì có kết quả? Cái này 41 tuổi là một cái người trung niên, một cái người trẻ, thành ra khả năng còn là rất khả năng hy vọng rất là cao. Và thậm chí nhiều khi qua một đợt điều trị tích cực khoảng chừng 7 ngày là có thể kìm hãm được một vài năm sau. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là điều trị thoát vị địa điểm bằng cách nào? Thứ nhất vẫn là tư thế đúng, có thể dùng thêm cái đai lưng. Dùng thêm cái đai lưng, mình mua cái đai lưng này thì nó không có đắt tiền đâu. Khi mà mình tăng vận động, khi mà mình lái xe, khi vân vân thì chúng ta cần phải dùng cái đai lưng. Ban đêm ngủ thì mình có thể tháo ra. Rồi, em có thể cho người này dùng cái bộ xương khớp của mình, bao gồm là bộ dinh dưỡng nền tảng, bộ ba dinh dưỡng nền tảng cộng với lại canxi, cộng với C, cộng với lại glucosamine. Nhưng mà những cái người này thì nó có ảnh hưởng lên cái yếu tố thần kinh, rồi do đó là mình cũng nên tăng cường cái vitamin nhóm B. Mơ Trần nhé. Rồi, Thế Kim có hỏi là bị thiếu máu thì nên uống gì ạ? Những cái nguyên liệu cấu tạo máu mình cung cấp đủ. Ví dụ vitamin B12, vitamin B8, vitamin B9, vitamin C, để cho hồng cầu nó bền vững hơn, bạch cầu nó tốt hơn, và tiểu cầu thì cần thêm cái omega 3. Rồi cần thêm cái gì nữa à? Cần thêm protein, và một trong những cái nguyên tố, cái protein để cấu tạo nên cái hemoglobin, để cấu tạo nên cái yếu tố hem, là một trong bốn cái phần cấu tạo chính của một cái hồng cầu. Và đặc biệt nhất là chất sắt. Thiếu máu thì thường thường là thiếu máu thiếu sắt, cũng có những trường hợp là thiếu máu mà thừa sắt nha, nhưng mà đa phần cái thiếu máu mà em nói là thiếu máu thiếu sắt. Còn những cái thiếu máu thừa sắt thì hiện tại chúng ta rất là khó kiếm, ví dụ như là sốt rét vân vân, thì thiếu máu tán huyết vân vân, lách to vân vân, thì cái đó là về sau này ít kiếm hơn. Tôi nghĩ là Thế Kim đang nói về cái chuyện thiếu máu là thiếu nguyên liệu. Thì mình nên nạp cái dinh dưỡng đầy đủ, cộng với ăn uống đầy đủ, cộng với lại mình á, là đặc biệt cho những cái vitamin B, trong đó B12 là chủ đạo, sắt, canxi nữa, C và Botrio. Cảm ơn bạn Trần Lâm cũng đã nói tốt đấy. Protein, probiotic, tại sao thiếu máu phải dùng probiotic? Có thể là em cho tăng cường hệ miễn dịch bằng cái là cho probiotic cũng được, nhưng mà nó hơi xa xa một tí. An Thị Lý có hỏi là người bị mỡ máu đã dùng bộ trio thì nên dùng thêm gì? Họ không tập thể dục được. Đã không tập thể dục được thì hạn chế chất mỡ là điều đầu tiên. Hạn chế đồ ăn, đồ chiên, đồ xào, lòng và da của các con vật. Đó là điều đầu tiên. Và nếu mà phải chọn ăn dầu, không có chọn ăn mỡ ha, và ngay cả dầu cũng hạn chế ăn những cái đồ chiên dầu, và chúng ta dùng omega 3 để chúng ta bổ sung. Dĩ nhiên khi mà nói tới bộ trio thì có omega 3 rồi, mà bị mỡ máu anh đã nói hai lần rồi, thì An Thị Lý nhắc một điều là hàm lượng omega 3 tăng gấp đôi. Vậy thì mình dùng cái gì nữa à? Dùng cái cream chim. Thường là mỡ máu thì nó cũng có thể là có cái khuynh hướng là rối loạn đường, hoặc là những người này bị mập thì nó là bộ ba giữa ta đái tháo đường, đái tháo đường, đột quỵ và béo phì là bộ ba với nhau. Do đó là mình cũng nên dùng thêm cái CBLUT ở cái liều trung bình, tức là liều 3 viên một ngày thôi. Mình dùng như vậy và kết hợp thêm với lại chất xơ nhiều lên, mỗi ngày có thể 3 viên xơ. Chào Trịnh Huệ Nương. Mỗi lần mà anh gặp Trịnh Huệ Nương là phải chào một tiếng, thành ra là chúng ta gặp ở ngoài cũng nên chào nhau em nhé. Tại vì mình ít có dịp gặp nhau. Nguyễn Thị Duyên có hỏi là
À, đúng rồi em. Ngoài chăm sóc dinh dưỡng thì tinh thần là quan trọng nhất. Mình nên quan tâm tới mẹ mình nhiều hơn để dành nhiều thời gian hơn cho mẹ mình. À, Nhiếm Hoàng có hỏi câu là khách hàng bị viêm khớp dạng thấp dùng bao lâu thì có kết quả và dùng loại nào để bổ sung? Em dùng 2 năm. À, sau 2 năm thì tôi không khuyên dùng nữa, là bởi vì sau 2 năm tự động em dùng. Nói như vậy có nghĩa là dùng cả đời đúng không em? À, tùy theo cái điều kiện kinh tế của mình, và đây là những cái sản phẩm dùng để chăm sóc sức khỏe chủ động, do đó là chúng ta có thể điều chỉnh liều cao liều thấp tùy theo cái kinh tế và tùy theo cái điều kiện sức khỏe của mình. À, nhưng mà chúng ta nên dùng cả đời. Và bị viêm khớp dạng thấp á, thì cái điều quan trọng nhất á, là giữ ấm các cái khớp bằng cách là chúng ta nên, tôi khuyên là nên dùng cái bô mát hơn, dạng bô mát hơn là dạng dầu. Bởi dạng dầu nó rất là nóng nhưng mà nó rất là mau phai. Và chúng ta cũng hạn chế ăn những cái loại đạm động vật. À, bởi vì viêm khớp dạng thấp hay là bị BCE, nó rất là gần giống với một cái bệnh lý khác, đó là bị gút. À, do đó là mình cũng cũng hạn chế các cái loại thịt động vật. À, bây giờ chưa có sắt thì mình có thể dùng dùng sắt thuốc đỡ. À, rồi sau đó thì khi nào mà em mua được sắt thiên nhiên thì em dùng sắt thiên nhiên. Sắt thiên nhiên nó có một cái lợi điểm, đó là nó sẽ không bị tanh. Thành ra là thấy kim em chọn lựa cũng rất là đúng. Nhưng mà em chỉ cần hê lên một tiếng thôi, anh nghĩ là anh em đồng đội ai có thì cũng sẽ tăng cường cho mình, bởi vì mình đang cần điều trị mà. À, bác sĩ cho em hỏi, Gia Hoàng hỏi là 8 tuổi thông minh nhưng mà bé học toàn là bé không tập trung, làm rất là chậm và hay quên. À, lứa tuổi này mình không thể nó áp đặt nó giống như mình đâu. Cái điều quan trọng nhất là bạn càng không ra lệnh, bởi vì càng bạn càng ra lệnh nó càng không tập trung, bởi vì nó lo tập trung vô bạn không mà nó không tập trung vô cái vấn đề đó. Thật ra cái phương pháp giáo dục của trẻ con ngày nay, đó là trẻ con hay là học sinh là trung tâm. Có nghĩa là mình xem coi là bé cần cái gì, bé thích cái gì, và mình phát triển dựa trên cái kỹ năng trò chuyện đó để mà bé có thể tập trung hơn vào một vấn đề. Và nên nhớ đó, ngay cả người lớn mình thì đầu tập trung nó cũng khoảng 25 phút là cùng, trẻ em nó là 15 phút là cùng. Do đó là mình cũng nên thay đổi cái chủ đề. À, bạn đừng nên ép nhiều quá vào trong cái giai đoạn này, bởi vì bé 8 tuổi 6 6 tuổi học lớp 1 thì 8 tuổi mới có học lớp 3 thôi. Mà mình cho học thêm, học bớt, học nhiều quá, như vậy thì càng học thì bé càng lại càng cảm thấy là tẩu hỏa nhập ma, cảm thấy là không nhớ gì. Và về mặt dinh dưỡng thì em dùng cái bộ dinh dưỡng, bắt đầu 8 tuổi thì mình có thể dùng viên con gấu này, hoặc là một viên daily một ngày cũng được. Cái thứ hai là dùng protein, thứ ba là dùng canxi, đặc biệt là canxi nó có chất magie, nó sẽ giúp cho cái thần kinh mình bền vững và bé có thể tập trung nhiều hơn. Canxi và magie tác dụng hiệp đồng của nó, bởi vì canxi nó cũng là chất dẫn truyền thần kinh mà. Còn làm rất chậm và rất hay quên là bởi vì cái omega 3 chúng ta cần phải tăng cường nhiều. Khi mà omega 3 dùng đủ á, nó sẽ xếp nếp não lại cho sâu hơn, cho nó sâu hơn. Và khi sâu hơn như vậy thì nó tốc độ lưu trữ thông tin nó tốt hơn. Lưu trữ thông tin nó tốt hơn thì nó sẽ nhớ lâu hơn và có thể trả bài được điểm nhiều hơn. Thì lời khuyên là như vậy: protein, omega 3, canxi ha, và viên tổng hợp con gấu hoặc là viên daily. Rồi, An Thị Lý hỏi một câu nữa là ngày xưa em bị kết luận là nấm âm đạo, bây giờ dùng dinh dưỡng 8 năm và giờ không thấy viêm ngứa gì hết. À, có thể giải thích. Khi mà cái miễn dịch của cơ thể nó tăng lên, tự động cơ thể nó sẽ tốt lên. À, đặc biệt là trong các cái chất dinh dưỡng mà mình dùng á, nó có cái phytonutrient là dưỡng chất thực vật. Nó giúp cho cái tế bào mình nó khỏe và tự khả năng của tế bào nó cũng sẽ tốt hơn. Khi mà môi trường mình dùng được nhiều Nutrilite thì môi trường mình nó có khuynh hướng là nó sẽ được kiềm hóa. Nó được kiềm hóa mà nấm thì nó sẽ sống trong một cái môi trường axit. Cái điều thứ tư nữa đó là khi mà cơ thể mình khỏe thì cái dịch tiết của các cái tế bào âm đạo nó sẽ làm việc tốt hơn, và trong dịch tiết này thì nó có chứa những cái kháng sinh tự thân, nó có thể tiêu diệt được những cái nấm bệnh, những cái viêm ngứa
mà do một số cái con ký sinh trùng, ví dụ Trichomonas hay là trùng roi vân vân, thì nó cũng có thể làm tốt hơn. Đặc biệt nữa là cũng cũng có thể là do ngoài trong uống ngoài thoa, da liễu là thường là trong uống ngoài thoa mà, thì mình có thể là mình đã dùng những cái loại sữa tắm nè, dưỡng thể nè, nước rửa tay nè, nước rửa vân vân, thì có thể những cái đó nó làm cho mình hết hồi nào mình không hay. Đây là một cái bản tổng hòa khi mà chúng ta chọn em quay và tất cả những sản phẩm em quay chúng ta dùng, thì các bạn sẽ được những cái nguồn lợi mà đôi khi chúng ta cũng không biết là tại sao mình lại hết bệnh. Hết bệnh hồi nào mình cũng không hay, thậm chí hồi đó mình cũng không nghĩ là bệnh, bây giờ tự nhiên mình thấy khỏe hơn thì mình biết là a hồi đó vậy là bệnh. Rồi 4 tuổi mà nói ngọng, 4 tuổi mà nói ngọng, thì cái điều này á, thì về chuyên khoa nhi á, nó có về mặt tâm lý, nó có về mặt vân vân rất là nhiều. Mình dinh dưỡng thì mình dùng dinh dưỡng nền tảng thôi, chứ còn thực sự thì cần phải có những cái giáo viên tâm lý, hoặc là mình nói và cho cháu nói chậm lại và cho cháu nhìn cái miệng của mình. Khi mà cháu nói, cháu nhìn cái miệng của mình thì cháu sẽ nói lặp lại và lặp theo cái miệng của mình, thì từ từ nó sẽ bớt ngọng. Có nhiều đứa nó nhõng nhẽo nó cũng nói ngọng, hoặc có nhiều đứa nó gọi là cái thần kinh nó cũng hơi yếu ớt, nó cũng có thể nói ngọng. Thì trong trường hợp này thì mình có thể là dùng thêm cái coenzyme Q10 thử xem sao, mỗi ngày một viên em ha. Rồi Hoa Ban Trắng có hỏi câu là em có ông anh bị viêm họng bã đậu, bác sĩ cho em khuyên là dùng sản phẩm gì? Viêm họng thì phải dùng clister, clister xịt, rồi kết hợp giống như là hồi nãy trả lời cho Thái Thiệp đó, là bao gồm cái bộ dinh dưỡng nền tảng C, E, A, Omega 3. Đó là những cái sản phẩm mà mình có thể dùng trong cái bệnh lý viêm họng này. Nhưng mà viêm họng bã đậu, tôi chưa nghe từ viêm họng bã đậu bao giờ. Mà viêm họng giả mạc thì có thể có ở trong một số cái bệnh, ví dụ như là bị sau này nó thành cam tổ mã, nó đục lủng họng mình luôn á. Đó là do vệ sinh kém của răng miệng khi mà mình bị bệnh, đặc biệt là bệnh bệnh những một số bệnh về thương hàn nằm lâu nè, bệnh quai bị không há miệng được nè, vân vân. Còn lại là có vẻ lưỡi bản đồ, hay là nói chung là cái viêm họng cái chữ bã đậu là dành cho bệnh lao. Khi mà chữ chữ bã đậu là dành cho bệnh lao nhiều hơn là những cái bệnh lý ở những cái cơ quan khác em ha. Do đó mình có thể dùng cái đồ cạo lưỡi mình cạo thử xem, rồi kết hợp với là dùng những cái dung dịch nước ngậm, nước súc miệng giống như tôi vừa nói ở trên. Chắc là khoảng 2 câu hỏi nữa ha các bạn. Thứ nhất là bác sĩ cho em hỏi người bị mồ hôi ra ở bàn tay bàn chân thì dùng những loại nào, nhớ ngay canxi và B. Cảm ơn Trịnh Vệ Nương. Anh được nhìn thấy sự xuất hiện của em là anh cũng đã lên tinh thần. Nghe em khen thêm bác sĩ chia sẻ hay quá, thì mình cảm thấy là ngày hôm nay mệt nó cũng bớt mệt đi. Rồi, một câu hỏi nữa của Trịnh Huệ Nương. Anh Hùng cho em hỏi sao bàng quang ở người cao tuổi có thể cải thiện được bằng cách dinh dưỡng được không? Được chứ. Được, là bởi vì sao bàng quang này đó là các cái cơ, các cái dây chằng ở vùng vùng chậu hông của mình nó bị xa đi, và thường là cái này em đang nói có thể là người 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 nữ đúng không ạ? Khi mà xa tử cung thì xa luôn, có một số người là xa luôn bàng quang đấy. Do đó là do cái cơ đáy chậu, cái sàn chậu của mình nó bị yếu quá đi. Thì trong cái trường hợp này á, thứ nhất là mình nên mặc bỉm, nếu mà người cao tuổi, người cao tuổi thì mình mặc 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 bỉm để cho nó chịu đựng bớt, hoặc là có thể mặc đồ lót để nó có thể chịu đựng bớt, hoặc là đồ lót mà có trọng điểm, ví dụ như là mình có một cái cục gòn mềm, gòn mà gòn trái á, chứ không phải là gòn 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 cô tông luôn nhé, gòn trái á, chúng ta gòn để vào một cái vùng mà dễ có cái vùng xa ra, mình để vào cái vùng đó thì thứ nhất là để cho nó giữ vệ sinh, nó không bị khô, thứ hai nữa đó là để cho cái
có cái trọng điểm như vậy thì nó sẽ giữ được theo cái chiều trọng lực á, và hạn chế những cái này, hạn chế táo bón. Mình nên chú ý là những cái này không được táo bón, mình có thể dùng sơ 3 viên một ngày, dùng probiotic, dùng protein liều cao thì mình nên 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 khuyến cáo cho những người này, đặc biệt là protein liều cao em ha. Thanh Hải 4 tuổi nặng 14 kg, nói chưa có rõ lắm về âm thanh thì xin lỗi là mình cũng nó phức tạp lắm, thành ra mình không có truyền đạt ở đây. Mà 14 tuổi mà cháu chưa nói thì mình nên khám về thính lực của cháu. Người ta làm nhiều cái nghiệm pháp lắm. Và mình có thể nói thế này nè, nói chưa có rõ lắm, coi coi là nó có hay bị bắt nạt hay không. Mình có nói chuyện một cách ôn tồn với nó hay không. Nhiều khi mình thấy nó nói chậm, rồi cái mình nạt nó cái nữa, cái nó rồi nó không nói luôn. Nhưng mà cũng có một số cháu thì phát triển cái ngôn từ rất là chậm. Tôi có một người bạn là bác sĩ, học cùng lớp với tôi ngày xưa, là 9 tuổi mới biết nói, 9 tuổi mới biết nói mà vẫn làm bác sĩ chung với tôi được. Thì các bạn thấy là cái gì cũng có thể thay đổi được. Thôi kệ, mình cứ là cố gắng động viên cho cháu, và nên nhớ là qua cái đợt dịch này thì mình nên đưa cháu tới những bác sĩ về tâm lý, và đưa cháu đi khám những cái chuyên khoa về 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 ngành về về nhĩ học, để cho cháu có thể về tai mũi họng, để cho cháu có những cái tư vấn tốt hơn trong những trường hợp cụ thể ha. Còn nếu mà mình muốn tăng cân thì mình cứ dùng cái bộ dinh dưỡng như bình thường thôi, tại vì 4 tuổi nó chưa có chưa 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 phải là có những cái đứa nó đang có một số cái vấn đề về dinh dưỡng toàn thể từ hồi nhỏ lần. Mình muốn tăng liền nó tăng không được. Thì trong trường hợp này là mình có thể dùng canxi nè, probiotic nè, protein nè, viên con gấu nè, viên C này, đặc biệt là cái âm thanh về não này nữa, mình có thể dùng thêm cái coenzyme Q10 và omega 3. Đó là cái lời khuyên của tôi như thế này. Cảm ơn các bạn. Sẽ có rất là nhiều câu hỏi, ngày mai chúng ta sẽ trả lời tiếp các bạn nhé. Các bạn nhớ là ngày mai 12:30 thì chúng ta sẽ gặp nhau và tôi sẽ trả lời cho các bạn. Mặc dù tôi biết là công việc cuối tháng các bạn cũng có thể có một số bận bịu, nhưng mà nếu mà các bạn yêu thích thì các bạn cứ mở cái trang hoặc là chia sẻ cho những người khác vào lúc 12:30 ngày thứ hai tới ngày thứ sáu hàng tuần ở trên fanpage GP Ngô. Và tôi là bác sĩ Ngô Quốc Hùng, chuyên khoa cấp 1 về hồi sức cấp cứu. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, yêu thương và xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới bình an. Nhớ đừng đi ra khỏi nhà.